nhanh. Má tao quay cái thằng kịch. Đây nè, đỡ của hắn ha. Đâu quá. Mày cao mày đi ra đây ơi. Rồi hai chị em muốn đi. Vô nè, để thử nè. Rồi tôi lên nè, thằng Trung mày mày muốn đưa đưa đám vậy? Rồi 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 chen tao nha. Ok. Rồi nè. Đưa đám vậy. Được kiếm không? Được kiếm nha. Ghê quá à. Ui. Chỉnh đèn vừa vừa thôi, lát đánh nó đủ rồi. Dán lát vô hay vậy? Rồi đánh cái nào bạn ơi. Ê, tấm này là chụp giả bộ đúng không? Chụp giả rồi đó. Trời ơi, mới chụp giả hết trời. Rồi, vô nè, vô. Dạ. Rồi, men. Rồi, ok, giữ nha. Chưa. Rồi đó, rồi đó nha. Làm lại. Thả tim ơi. Cái tay gì sao thả? Lại đâu, lại đâu, lại, lại, lại. Lai lai. Lên đi, lên anh em ơi. Lên đi. Sạch chưa? Sạch cái nhỏ thôi kìa, sạch cái đèn start kìa. Bỏ đi. Sạch cái đèn kìa, cái đèn kìa. Cái đèn start kìa, cái đèn nè, bỏ đi, bỏ đèn từ. Cái đèn kìa, lấy sạch chỉ cái đó làm gì nặng. Lát anh lên lầu nha. Ừ. Tiếp
cái thằng bên kia đi em ơi, chưa cái cửa ra nhá. Cái bên đang chưa cái cửa kìa. Cho nó gọn gàng vào với con chỗ mà để. Đúng rồi, sắp theo. Còn đi mấy người nhở? Còn đi mấy người? Đoàn đi 5 người. 5 người vé VIP hay vé thường à? 3 vé VIP, 2 vé VIP, 3 vé thường. 2 VIP à? Rồi lên lầu luôn đi, cho lên lầu. Để anh ghi cái bao đồ nữa. Ôi, được rồi, ok anh em. Rồi, cảm ơn anh em nha. Ngồi. Rồi, cảm ơn nha. Trời ơi. Thôi lên lầu đi, đi lên lầu. Được. Ngồi ba đứa ngồi dưới.
festival của VTC tặng các bạn. Của anh em ở bên VTC. Bình này rất là dễ thương. Và nhìn rất là sang. Đẹp quá. Kính nè. Kính nè, thành ra khi mình dặn không phải mở nắp ra. Để kiểu bằng là nó không bị nén nước, nén nước là nó bị trào ra. Bên ngoài. Ok các bạn. Thì tàu hôm nay mình vác theo một trăm mấy chục ký hàng các bạn. Máy quay gần 200 ký hàng á. Máy quay rồi đèn đánh, đèn spotlight rồi bạc phông xanh. Rồi rất nhiều các bạn. Nói chung là nói về đèn để mà đèn đánh thì mình ánh sáng á. Thì cả đây đợt này là mình có lẽ mình sẽ ra bãi biển mình quay ban đêm các bạn. Tại vì mình đã trang bị đèn đủ hết rồi. Mình sẽ đánh ngoài biển vào ban đêm. Đánh những góc máy hiện tại là khá là đẹp. Quay cho các bạn xem. Song song đó hiện tại là mình sẽ qua bên Hòn Bà, là bên chỗ trạm trưởng trạm trung tâm Hòn Bà là Kiên các bạn. Để mình khảo sát cái mấy cái code của vườn quốc gia các bạn. Thì thấy được biết là anh em bên vườn quốc gia là đã gắn code xong hết các bạn. Mình sẽ qua mình khảo sát bên Hòn Bà và sắp tới mình sẽ nhân rộng làm cho toàn đảo các bạn, cho hết tất cả đảo luôn. Thì các bạn đi đâu các bạn thấy được cái mã code đó là mình làm các bạn. Thì code này mình sẽ dịch thuật, mình sẽ làm từ tiếng Việt qua tiếng Anh, mình sẽ dịch thuật sát nghĩa luôn. Để khi mà chúng ta xem cái cây đó thì thay vì chúng ta được nhìn những vài chữ thôi, thì ở đây hiện tại là mình xin đưa điện thoại lên quét cái code một cái QR thì các bạn sẽ biết được thông tin chi tiết về cái cây này như thế nào và cái hình thành lịch sử ra làm sao, phát triển như thế nào và nó tên niên hiệu cái gì và nó thuộc cái dòng cây nó quý hiếm hay là tự nhiên sẽ được chi tiết. Và song song đó nữa thì mình cũng làm cái code của Hòn Bà. Thì cái code này là nó sẽ khi mà quét QR thì nó sẽ ra một cái thông tin, không những là dịch thuật tiếng Anh và tiếng Việt mà có những hình ảnh đấy các bạn, sẽ có những hình ảnh kèm theo giới thiệu về tổng quan chi tiết. Ok thì mình ra chắc tầm cỡ 1 đến 2 ngày rồi mình sẽ qua khảo sát bên Hòn Bà, thì lúc đó mình sẽ quay cho các bạn xem thêm nhé. Ok vậy đi, đó là mình giới thiệu chi tiết cơ bản thôi. Còn một số công trình khác giống như là spa Thành Ngân hay là quán ăn Mỹ Xuân, nhà hàng cánh bồm của anh Chữ hay là bên chỗ nhà hàng của anh Rin Nguyên Hương Biển quán bao vân vân, một số nơi Thanh Ốc 68 thì cái đó mình sẽ sắp xếp những cái lịch trình đi cụ thể như thế nào mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem nhé. Ok kiểm tra kỹ nha. Chữ đâu? Bộ sao lọ mà. Dạ. Go go. Lên lên. Để đi hồi xuống sẽ xanh lần hai. Cảm ơn.
Thôi được rồi, cảm ơn anh, cảm ơn. Dạ. Này là cái laptop này nha, cẩn thận nha. Mà chỉ thấy chụp đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chung, chung, chung. Đang lấy xe đẩy chung. Quên nữa. Hàng gì? Ok, cảm ơn anh em nhiều lắm. Mình nói sao mà kinh thách được. Anh ơi, anh phụ em thôi. Lên xe đi, lên xe đi. Tất cả lên xe đi. Đi đi đi, go go go. Lên xe đi, rồi lên nhà chờ. Để này hả? Hả? Ừ, mang theo, mang theo. Không có đủ chỗ đâu. Anh lên sao? Hút à? Mày là hút hút à? Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Để bữa qua Spa Thanh Ngân làm cho miễn phí cho. Tút tát lại. Dũng ơi, cảm ơn Dũng nhiều. Đọc đây nè, đúng. Trời, xong lên xe. Lên xe đi, lên xe. Nắng. Hello cả nhà. Công ty Phan Trần Media đã có mặt tại Côn Đảo rồi cả nhà ơi. Ok cả nhà. Mình đã có mặt tại Côn Đảo rồi cả nhà ơi. Đó. À. Ok. Thì bây giờ hiện tại là mình sẽ di chuyển thôi. Hôm nay mình theo đem theo hàng hóa quá trời luôn cả nhà ơi. Đây là hiện tại là chữ nghĩa của Alu Gương, của Spa Thanh Ngân, Decan. Rồi một số phụ kiện tùm lum hết trơn á. Ok cả nhà. Gì vậy?
Rồi, đi đi. Đấy nè. Rồi, vô. Ôi dồi, nắng quá. Ok cả nhà nha. Hẹn gặp cả nhà trong vài ngày tới. Clip liên ra liên tục. Hiện nay, huyện Côn Đảo đang thực hiện đề án ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển. Thank you.
Thank you.